Hello, xin chào cả nhà nha. Đây là món cháo nấm mối của mình đó. Hấp dẫn không cả nhà? Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây là món nấm Wow, xào ngon hành. quá đây mọi người Đó, rất là ơi. hấp dẫn nha. Đây nè, các bạn nhìn có thấy không? Đây là cái nấm gì các bạn có biết không? Đây là nấm mối đó các bạn. Mình có đứa em nó đặt mua ở dưới quê á. Thì tới mùa đầu mùa mưa á thì cái nấm này nó sẽ bắt đầu nó mọc. Nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Toàn là búp không à. Đây nè. Ồ, cái cây này to nè. Đã chưa? Đó. Cái này hả? Mình nấu món gì đây các bạn ơi? Cái này nấu được rất là nhiều món luôn nha các bạn. Miền Tây của mình á, hồi xưa á, lúc mình còn nhỏ á, là mình hay đi hái cái nấm này nè các bạn. Tới giữa giữa tháng 5 á, là nó có. Chỗ nào mà có ổ mối nhiều ha là nó sẽ mọc lên. Trời ơi, đã quá đây các bạn ơi. Ừ. Bạn thấy không? Toàn nấm búp không à. Mà nó mập cui luôn. Wow, đã chưa nè. Món này á, cho dù có tiền á, mình cũng không có mua được nữa các bạn. Tại vì mình có tiền nhưng mà mình không có nhổ được cái nấm này thì làm sao mà mình ăn được. Ừ. Đây là mình có thằng em nó ở dưới quê á, nó nhổ lên mà mình đặt mình mua đem ở dưới quê đem lên đây. Rất là ngon luôn ha. Ừ. Nó còn luôn cả đất nè, cái này là mình chưa có xử lý nên nó còn nguyên vẹn luôn. Ừ. Toàn là nấm 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 toàn là nấm búp không, ngon quá trời ngon luôn á. Wow, đã quá. Nấm này nó rất là mắc nha các bạn, nhưng mà ăn nó rất là ngon, rất là đáng đồng tiền luôn á. Nè các bạn, cái nấm này nó rất là mập luôn ha, rất là mập luôn á, nhìn nó rất là đã luôn. Là mình sẽ cạo như thế này đây. Nếu như mà các bạn nào á đã từng ăn cái nấm này rồi á thì chắc là kỷ niệm tuổi thơ cũng rất là dữ dội luôn á. Vì cái tuổi thơ của mình á cũng gắn liền ở dưới quê cho nên mình rất là am hiểu cái nấm này. Và mình đã từng đi tìm cái nấm này để mà mình hái rồi các bạn. Sáng ngủ dậy thật là sớm, thế là mình ra ngoài vườn á, mình tìm, mình dạch cái lá lên á của mấy gốc cây á. Vì cái tổ mối nó thường hay trú ở dưới chỗ cái gốc cây đó. Đó, nhất là cái gốc cây lâu năm thì mối đó nó sẽ nằm ở dưới đó và nó sẽ mọc lên cái cây nấm này vào đầu mùa mưa đó, giữa giữa tháng 5 đó các bạn. Đó, cảm giác cái lúc mà mình tìm được một cái đám mà cái nấm này nó mọc này, trời ơi, nó vui mừng không thể nào mà tả được luôn, dùng tiền cũng không thể nào mà mình mua được cái cảm giác đó luôn á các bạn, đó các bạn. Đó, mình sẽ cạo cái phần đất này ra ha. Và lát nữa mình sẽ ngâm lại với nước muối để cho bụi bẩn rồi nó bám lên trên chỗ cái phần cái dù nấm này nè. Nó bám đất rồi nó bám ở trên đây nè, mình cạo. Mình ngâm nước thì mình sẽ cạo ra cái phần này. Bây giờ mình sẽ đổ muối vào để mình ngâm nha các bạn. Rồi. Rồi, mình sẽ quậy đều lên để mà cho muối nó tan ra ha. Cái nấm này mình cần ngâm cho nó kỹ các bạn, tại vì nó dính đất rất là nhiều ha. Và nó rất là cứng nên mình phải ngâm lâu để cho nó nhả đất ra cho nó sạch. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nấm vào thôi. Đó, mình sẽ ngâm trong khoảng cỡ nửa tiếng rồi mình sẽ vớt ra, mình sẽ cạo lại nha các bạn. Đây. Đây là cái phần nấm mà mình đã vừa làm sạch xong rồi các bạn. Ôi trời ơi, làm nguyên cả buổi chiều đây các bạn. Làm bao nhiêu đây mà hơn một tiếng đồng hồ mới xong đây. Tại vì nó dính đất cát rất là nhiều ha. Nó mình cạo cả trên đầu nó luôn. Nên là rất là lâu. Này các bạn, đó, các bạn thấy nó sạch luôn rồi nè, thấy không? Cái phần này là cái phần vàng vàng thôi, nó không phải là đất. Đó. Đó. Mình làm luôn cái gì nè. Đó, cái nấm nó vậy nè, không? Mình cạo cho nó sạch xanh hết luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ bóp ra và mình Đây là phần sẽ nấm cắt mối nhỏ. mà mình đã làm sạch hết luôn rồi nè các bạn. Mình làm cái rổ này là tầm khoảng 2 kg nấm mối đó. Thì nó rất là lâu. Đó, làm rất là cực luôn. Đó. Cho nên bây giờ mình sẽ tiến hành tách nhỏ cái phần nấm này ra các bạn. Để vậy thì nó to quá, nó sẽ không thấm gia vị. Mình sẽ tách nhỏ ra cho nó thấm. Nè, các bạn thấy cái nấm này không? Đó, nó rụng hết cái dù rồi. Giờ còn cái cọng thôi. Cái cọng này thì thôi, ăn thì thôi khỏi chê rồi. Cọng này nó rất là ngon ha. Rất là dai. Đây là phần nấm mối mình vừa tách ra xong nè các bạn. Trời ơi, mình làm nguyên cả buổi chiều nay. Làm nguyên một thau này là 2 kg, mình làm nguyên cả buổi chiều này luôn á. Nó rất là cực luôn á các bạn ơi. Lần đầu tiên mình làm cái thau nấm mối mà to khổng lồ như thế này á. 2 kg á. Là các bạn tưởng tượng coi, là nó rất là nhiều luôn á. Thì bây giờ á, mình đã làm xong hết trơn rồi. Bây giờ mình chỉ xào và mình đổ vô trong cháo, mình nêm nếm lại. Thì là xong cái món cháo và một món xào hành nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn. Và bây giờ mình đang bắt cái nồi cháo lên nè các bạn. Để mình làm một nồi cháo với nấm mối nha. Và bây giờ chúng ta sẽ chế dầu vô ha. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ha. Để mình để cho nó xẹp xuống một tí, mình sẽ nêm gia vị vào nha. Và bây giờ mình sẽ nêm gia vị này coi coi nó vừa chưa các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ vào trong nồi cháo nha. Wow, nồi cháo này nhìn hấp dẫn quá nè các bạn ơi. Nấm rất là nhiều luôn ha. Cái nước cháo rất là ngọt luôn á. Ngon lắm. Đây là mình đã múc ra thố rồi nè các bạn. Thì cái cháo này á, nó rất là ngon và rất là ngọt ha. Còn đây là phần xào. Đây là phần xào của mình đây. Nó rất là hấp dẫn luôn. Rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức nha.